điều trị thoái hóa khớp gối đúng cách. Cái tỷ lệ thoái hóa khớp gối theo Tổ chức Y tế Thế giới FPO thì cái tỷ lệ người bị thoái hóa khớp gối chiếm khoảng 20% dân số, và cái căn bệnh này ấy thì đứng thứ hai trong số các cái nguyên nhân gây ra tàn phế cho người cao tuổi trên toàn cầu. Thì với cái tỷ lệ tàn tật lên đến 25%, điều này thì cho thấy là cái mức độ nghiêm trọng của cái bệnh lý thoái hóa khớp gối và cái sự ảnh hưởng tiêu cực đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và có những cái phương pháp điều trị nào hiệu quả cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối thì hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các cái phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối hiện nay nhé. Thì với những cái phương pháp điều trị cơ bản cho bệnh nhân thoái hóa khớp, mỗi một phương pháp điều trị sẽ được lựa chọn dựa trên cái tình trạng bệnh lý cụ thể của bệnh nhân và giai đoạn bệnh nhân bị thoái hóa. Thì cái phương pháp không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào mà tập trung vào cải thiện chức năng vận động của bệnh nhân thông qua các cái biện pháp hỗ trợ như là vật lý trị liệu và điều trị tư thế đi đứng, thì đây cũng là một cái bước đầu tiên và cần thiết, đặc biệt đối với những bệnh nhân mà chúng ta ở cái giai đoạn đầu của bệnh. Thì các cái bài tập vật lý trị liệu được thiết kế tăng cường sức mạnh cho cơ bắp xung quanh khớp gối của chúng ta, giúp cho khớp gối chịu tải tốt hơn và giảm đau. Điều này cũng giúp cải thiện cái tính linh hoạt của khớp và ngăn ngừa cứng khớp. Những cái bài tập này ấy, bao gồm bài tập cơ đùi, cơ mông và các cái bài tập kéo dài nhẹ nhàng cho khớp gối. Cái phương pháp tiếp nữa là cái dùng thuốc và kết hợp với vật lý trị liệu. Thì đối với những bệnh nhân mà đã tiến triển bệnh đến cái giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3, khi mà cái cơn đau của chúng ta trở nên thường xuyên hơn và sưng khớp, thì cái việc mà chúng ta dùng thuốc cần thiết để kiểm soát cái triệu chứng kết hợp với lại thuốc, thì cái vật lý trị liệu vẫn đóng vai trò quan trọng. Thuốc chống viêm và giảm đau thì các cái loại thuốc chống viêm thường được chỉ định để giảm đau và giảm viêm. Những cái loại thuốc này giúp giảm sưng và cải thiện chức năng di chuyển và giảm đau tức thời. Tuy nhiên thì có thể gây ra các cái tác dụng phụ trên dạ dày và thận nếu mà chúng ta sử dụng lâu dài, do đó cần được chỉ định bởi các bác sĩ. Vậy thì vật lý trị liệu bên cạnh thuốc vẫn tiếp tục được áp dụng để cải thiện tính linh hoạt của khớp gối và tăng cường cái sức mạnh cho cơ bắp và hỗ trợ khớp gối. Tiếp nữa thì các cái phương pháp sử dụng sản phẩm hỗ trợ trong cái giai đoạn mà nặng hơn, hoặc là khi mà bệnh nhân không đáp ứng tốt với các cái phương pháp sử dụng sản phẩm hỗ trợ như là huyết tương dầu tiểu cầu hoặc là liệu pháp tế bào gốc được xem xét. Tiêm huyết tương giảm tiểu cầu, đây là cái phương pháp lấy máu của bệnh nhân, sau đó chiết tách ra thành phần huyết tương dầu tiểu cầu và tiêm trực tiếp vào khớp bị thoái hóa. Thì cái huyết tương dầu tiểu cầu có khả năng kích thích tái tạo mô sụn và làm giảm cái triệu chứng viêm. Cái liệu pháp này rất hiệu quả trong cái giai đoạn đầu và giữa của bệnh nhân thoái hóa khớp. Liệu pháp tế bào gốc có khả năng tái tạo mô bị tổn thương và làm chậm quá trình thoái hóa. Thì cái liệu pháp này có thể được áp dụng cho những cái bệnh nhân có tổn thương nặng ở cái sụn khớp nhưng vẫn chưa cần phải thay khớp gối. Thay khớp gối nhân tạo, đây là một cái giải pháp cuối cùng dành cho những bệnh nhân mà khớp gối đã bị hư hại hoàn toàn. Khớp nhân tạo sẽ thay thế cái phần khớp bị tổn thương, khôi phục lại cái khả năng vận động và giảm đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái việc thay khớp gối cần được cân nhắc kỹ và bệnh nhân cần phải tuân thủ đúng cái quy trình hậu phẫu để tránh các cái biến chứng tiềm ẩn. Hãy chia sẻ ngay cái nội dung này để nhiều người biết đến cách chăm sóc và điều trị thoái hóa khớp gối hiệu quả hơn. Đừng quên bấm vào like để ủng hộ và theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích từ Thanh Xuân Hava. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của tôi.